Ở đây thì trong cái phần check-in thì tôi cũng đã gặp lại rất là nhiều các khuôn mặt quen thuộc của các bạn đã từng là học viên hoặc là các bạn đã tham gia các buổi workshop do tôi làm diễn giả. Tuy nhiên thì cũng rất là nhiều các anh chị mới chúng ta chưa có cơ hội để gặp gỡ nhau thì tôi xin phép 30 giây để giới thiệu qua về bản thân cũng như là cái quá trình công tác và học tập. Thì tôi là Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội và hiện tại thì tôi cũng đã học xong về thạc sĩ marketing của một trường sóc môn ở Pháp. À, quá trình công tác của tôi thì cũng đã trải qua rất là nhiều từ các công ty dược làm marketing cho đến các hãng dược phẩm và hiện tại thì tôi đang sáng lập học viện mpg chuyên giảng dạy về các khóa marketing cho các bạn dược sĩ ở trong các công ty dược và cũng như là các anh chị chủ nhà thuốc đồng thời thì hiện tại thì tôi cũng có lĩnh vực đã từng tham gia vào vấn đề vào gọi là lĩnh vực kinh doanh bán lẻ dược phẩm từ những năm 2012. Tuy nhiên thì thời điểm đó thì phải uh, khẳng định một điều là tôi đã thất bại và trong cái ngày hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh chị một số những cái bài học đúc rút tại sao thời điểm đó tôi thất bại và đến năm 2019 khi tôi có thể, uh, một cái số lỗi ví dụ như là sản phẩm ít và chúng ta không có chọn lọc không có những cái chiến lược sản phẩm đúng đắn để phân loại và phân chia ra sản phẩm nào là sản phẩm tư vấn, sản phẩm nào là sản phẩm để lấy uy tín. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta không đầu tư vào mặt nhân sự, chúng ta không tối ưu trải nghiệm bằng việc là trưng bày tại điểm bán để làm sao chúng ta có thể gia tăng được doanh thu và chúng ta cũng không tận dụng sức mạnh của mạng xã hội hoặc là những cái công cụ truyền thông để tìm kiếm khách hàng online thay vì chúng ta chỉ thụ động ngồi chờ khách hàng offline cũng như chúng ta không có những cái quy trình vận hành nhà thuốc một cách khoa học và bài bản không phải chỉ là những cái quy trình được quy định những SOP quy định ở trong GPP mà nhà thuốc của chúng tôi còn đưa ra rất nhiều những cái quy trình liên quan đến vấn đề bán hàng. Ví dụ như là quy trình tư vấn bán thuốc, uh, quy trình xử lý những khiếu nại khách hàng hoặc là những cái quy trình uh, uh, khi mà bán một thuốc kê uh, đơn hoặc là những cái thuốc tư vấn về thực phẩm chức năng thì như thế nào. Và cái những cái điều đó thì chúng tôi luôn luôn đào tạo nhân viên để làm theo đó là những cái bài học mà tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta không nhận thấy được thì chúng ta rất khó để thay đổi. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay nó không phải là cái câu chuyện của nhà thuốc tôi 12, 11 năm về trước là chúng ta chỉ phải cạnh tranh với những nhà thuốc xung quanh mình. Còn bây giờ như MC đã nói, dẫn chương trình cũng đã nói hiện tại nhà thuốc đang phải cạnh tranh với quá nhiều các đối thủ và cuộc chiến này cực kỳ là khốc liệt bởi vì đầu tiên đó là sự lớn mạnh của các chuỗi nhà thuốc và đặc biệt trong vòng 5 năm trở lại đây, khi bắt đầu FPT đầu tư vào nhà thuốc Long Châu. Đấy là sự gia tăng một cách nhanh chóng về mặt số lượng và quy mô doanh thu của các chuỗi nhà thuốc lớn như là Long Châu này, Pharma City này, rồi An Khang và gần tới đây đó là nhà thuốc Trung Sơn khi mà bán cho hàn quốc thì chắc chắn họ cũng sẽ nhân mạnh và mục tiêu của họ cũng phải đạt bốn năm trăm nhà thuốc rồi còn rất nhiều những cái chuỗi nhà thuốc của masan là doctor win chắc chắn họ cũng sẽ tăng trưởng trong vòng một hai năm nữa đó là một cuộc chiến mà nhà thuốc chắc chắn là chúng ta sẽ phải đối mặt bởi vì chỉ có một một mình nhà thuốc long châu với một ba trăm năm mươi điểm thì doanh thu trong sáu tháng đầu năm nay theo báo cáo của họ đã đạt là sáu tám trăm chín mươi chín tỷ tức là toàn bộ chuỗi nhà thuốc này đó, họ đâu đó họ phải lấy của các nhà thuốc truyền thống trong vòng 6 tháng khoảng hơn 10.000 tỷ. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện cạnh tranh của các chuỗi siêu thị mẹ và bé, các chuỗi siêu thị bán thực phẩm chức năng. Trước đây thì họ chủ yếu tập trung vào các sản phẩm tã bỉm, sữa nhưng hiện tại thì các bạn có thể thấy ở đây là thực phẩm chức năng đã được uh, tốc độ tăng trưởng 63% ở tất cả các chuỗi siêu thị shop mẹ bé và các chuỗi siêu thị đặc biệt ví dụ như con cưng họ doanh thu của họ đã đạt khoảng gần 6.000 tỷ trên hệ thống 700 nhà thì các bạn có thể thấy rằng chuỗi shop mẹ và bé họ đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh và cái cách chuyển đổi của họ nhanh chóng hơn nhà thuốc truyền thống rất là nhiều một câu chuyện nữa đó là trên sàn thương mại điện tử và sau dịch thì sàn thương mại điện tử lại càng bùng nổ hơn à, không chỉ là câu chuyện của Shopee, Lazada mà các bạn thấy rằng là trong năm 2023 này một nền tảng lớn mạnh cực nhanh đó là TikTok Shop và họ đã vượt lên trên Lazada và họ chỉ còn đứng sau có Shopee thôi và toàn bộ nền tảng online này đang uh, trong vòng một năm họ đã đạt doanh số chưa kể TikTok Shop nhé là 3.567 tỷ và toàn bộ đây là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tôi lấy riêng là chỉ số chăm sóc sức khỏe chứ không phải là tất cả các sản phẩm trên 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 sàn đâu. Chỉ có sức khỏe thôi và các bạn có thể thấy rằng là trong trên sàn thì tốc độ phát triển của cái nhóm sản phẩm sức khỏe của chúng ta đứng top 5. Còn sắc đẹp là top 1, sắc đẹp thì cũng là một số rất là nhiều sản phẩm mà các anh chị em ở nhà thuốc chúng ta đang bán đúng không? Collagen rồi các sản phẩm về um, vitamin E thì có thể thấy rằng là sàn thương mại điện tử với cái tốc độ, độ, độ tăng trưởng như này và đặc biệt sự đóng góp của TikTok Shop nó sẽ làm cho xu hướng mua online tăng trưởng rất nhiều. Vì vậy nhà thuốc chúng ta nếu như vẫn tiếp tục chỉ tập trung bán offline thì chúng ta sẽ mất một cái thị phần rất là lớn. Và để mà có khách quan hơn thì tôi cũng xin trích dẫn một cái nghiên cứu do Học viện Marketing Y dược MPG đã kết hợp với nền tảng cốc cốc làm khảo sát vào năm ngoái trên hơn 500 người tiêu dùng cho hai nhóm sản phẩm. Một là nhóm về men vi sinh, biobi, uh, probiotic, đặc trưng là thói quen mua sắm của những khách hàng trẻ mua cho con. Thì các bạn có thể thấy rằng là thói quen mua tại chuỗi nhà thuốc lớn đã chiếm 44,5% vượt lên trên nhà thuốc tư nhân và shop mẹ bé cũng như cửa hàng tiện lợi đã đạt 16,8%. Hai nhóm này cộng lại gặp gấp đôi nhà thuốc truyền thống rồi. Trong khi số lượng điểm bán của chuỗi nhà thuốc ấy chỉ chiếm khoảng đâu đấy từ 6 cho đến 8% trên tổng số khoảng gần 60.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Nhưng họ ít về số lượng nhưng mà rõ ràng doanh thu của họ khá là lớn và thị phận của họ ngày càng gia tăng. Đối với các sản phẩm về xương khớp là đặc trưng của người già thói quen là chuyên gia mua tại các điểm bán thì bây giờ họ cũng đã lựa chọn chuỗi nhà thuốc nhiều hơn các nhà thuốc tư nhân vậy thì rõ ràng là là các nhà thuốc truyền thống của chúng ta không phải là câu chuyện chờ thời nữa tôi có một số khi tôi đi chia sẻ các anh chị bảo là ui online nó là sóng thôi ờ, nó đến rồi nó sẽ lại đi chúng ta cứ kiên định chúng ta bám điểm bán ờ uh, điều đó thì không sai nhưng mà sóng ở đây là sóng từ kênh này chuyển sang kênh khác chứ còn xu hướng mua online nó là xu hướng chung trên toàn thế giới rồi nó không thể thay đổi được và cái câu chuyện của chúng ta hiện tại là chúng ta phải đi theo xu hướng đó và khi chúng ta trong một cái cuộc chiến với quá nhiều những cái tập đoàn lớn mạnh với những cái đối thủ mà họ quá chuyên nghiệp đặc biệt là cái nhu cầu của người tiêu dùng họ ngày càng được nâng cao do là họ quen với việc là trải nghiệm các sản phẩm tại các chuỗi nhà thuốc và các shop mẹ bé rồi thì lúc này nhà thuốc truyền thống chúng ta cần phải có một cái chiến lược marketing một cách bài bản chúng ta phải có tư duy tầm nhìn dài hạn và chúng ta cũng phải có kế hoạch thì chúng ta mới có thể tìm lại được đà tăng trưởng doanh thu thì đây là một cái thông điệp mà tôi muốn truyền tải cho các anh chị bởi vì vừa nãy thì tôi đứng ở ngoài kia với một bạn một một anh học viên thì anh cũng có nói rằng tôi đang hỗ trợ rất là nhiều các nhà thuốc truyền thống để chuyển đổi số nhưng cái khó nhất ở đây chính là cái tư duy của chủ nhà thuốc chưa sẵn sàng với việc đó và vẫn đang còn Loay hoay không biết là con đường đấy nó có đúng hay không Và làm chuyển đổi số như thế nào Thì các anh chị đi trước, các anh chị đi sớm Thì các anh chị sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn Còn càng về sau sẽ càng khó Thì ở đây tôi muốn chia sẻ thêm với anh chị một câu chuyện nữa Là trong cái chuyến khi mà đi bảo vệ luật văn thạc sĩ ở bên Pháp Thì tôi có quan sát rất nhiều các nhà thuốc ở châu Âu từ tất cả các nước thì tôi thấy một điều rằng là kể cả ở châu Âu đấy chính là tương lai của Việt Nam trong khoảng hai ba chục năm nữa và chắc chắn là những cái câu chuyện như kê đơn thuốc điện tử của chị Thủy thì tôi đã thấy ở châu Âu họ làm lâu lắm rồi bây giờ gần như 100% là thuốc kê đơn bên kia là bán theo theo cơ đơn điện tử hết và anh chị không thể tự hỏi mua được thì họ là tương lai của mình nhưng chúng tôi vẫn thấy tôi vẫn thấy được rằng là ở châu Âu thì chuỗi nhà thuốc và nhà thuốc truyền thống vẫn tồn tại song hành chỉ có điều nhà thuốc truyền thống ở đây không còn là mô hình kinh doanh như chúng ta đang thấy tại Việt Nam mà đã nâng cấp lên rất nhiều và ở bên châu Âu thì có rất nhiều những cái mô hình kinh doanh mới dành cho những nhà thuốc tư nhân nhỏ lẻ thì trong ngày hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ qua cho các anh chị à, đây là những cái mô hình mà phía bên tay phải của tôi là các anh chị đã thấy có ở Việt Nam rồi và một số các mô hình thì cũng đã được những cái ví dụ chuỗi nhà thuốc tiện lợi chẳng hạn là đã được Pharmacity City hay Long Châu đưa về Việt Nam. Và mô hình kết hợp giữa nhà thuốc phòng khám thì cũng đã được một số chuỗi như là Pharma họ đưa mô hình phòng khám rồi nhà thuốc của bên Nhật về. Nhưng còn rất nhiều những mô hình kinh doanh và nếu như chúng ta, những anh chị nhà thuốc truyền thống mà hiện tại chúng ta có lực hoặc những cái chuỗi mà chúng ta có vốn thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến những cái mô hình mới. Khi chúng ta có mô hình mới thì chúng cái cơ hội chúng chúng ta thành công sẽ cao hơn. thì tôi xin gợi ý một số những cái chuỗi mà uh, những cái mô hình mới mà tôi thấy ở châu Âu mà ở Việt Nam chưa phát triển mạnh. đầu tiên là drug store ở đây gọi là siêu thị thuốc đúng ra như dịch ra tiếng Việt là siêu thị thuốc. mô hình mà tôi đang theo đuổi nhưng phải nói thật là tôi chưa đủ lực để làm hết được một cái mô hình drug store như ở nước ngoài. đó là một cái mô hình mà một điểm đến và phục vụ tất cả nhu cầu. tức họ bán ngoài là pharmacy nó còn là para pharmacy và para pharmacy thì nó rộng lớn vô cùng. và bên nước ngoài thì họ có một cái mô hình nữa là khi đăng ký thì anh chị có một điểm Pharmacy nhưng anh chị có thể mở ra nhiều điểm Para Pharmacy và Para Pharmacy thì họ sẽ kinh doanh rất nhiều thứ, shop uh, cửa hàng mẹ bé này, uh, các sản phẩm mẹ bé, các sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm mỹ phẩm ở đây không phải là dược mỹ phẩm mà bao gồm cả mỹ phẩm như nước hoa, make up, trang điểm, rồi là những cái đồ cho thú y, tức là họ sẽ bán rất nhiều kể thậm chí là hàng tiêu dùng để làm sao họ có thể phục vụ được tối đa nhu cầu của người của người dân và họ gia tăng được doanh thu thì đấy là những cái mô hình drug mà bên nước ngoài rất là thông dụng thứ hai là nhà thuốc là điểm đến của du lịch ở đây thì tôi thấy rằng Việt Nam mình đang rất phát triển về mặt thảo dược nhưng chưa thực tế làm được điều này nhưng các anh chị có thể thấy là ở bên Trung Quốc này hoặc bên Hàn Quốc và đặc biệt là như ở Pháp họ mạnh về dược mỹ phẩm thì họ thu hút người khách du lịch đến những cái điểm ví dụ như city pharma ở bên Pháp mà họ thu hút mỗi một ngày là một nghìn khách hàng. Mà khi tôi tôi đến đấy tôi không tin đấy là một nhà thuốc luôn bởi vì cái lượng cái, cái lượng khách mà đi vào vô cùng tấp nập và họ đến đấy để mua những cái thương hiệu dược mỹ phẩm nội địa của Pháp về làm quà. Thì đấy là một cái mô hình mà nếu như chúng ta có thể có những cái nhà thuốc về đông y hoặc là thảo dược vì chúng đấy là cái điều mà ở các nước châu Âu và các nước khác không có thì chúng ta có thể biến nhà thuốc trở thành một cái điểm của những cái khách châu Âu họ đến họ tham quan. Thứ tiếp theo nữa là nhà thuốc tại sân bay và các uh, nhà ga thì hiện tại chúng ta chưa phát triển những cái tàu gọi là tàu điện ngầm hoặc là những cái um, phương tiện giao thông lớn nhưng mà chúng ta có sân bay thì hiện tại tôi thấy uh, Long Châu ở Park City bắt đầu có nhưng ở bên nước ngoài thì gần như 100% tất cả các sân bay có từ 1 cho đến 3 nhà thuốc và tất cả các điểm chờ cũng đều có uh, rất là nhiều các dịch vụ về khám chữa bệnh để phục vụ thì đấy cũng là một cái tương lai nếu như khi mà giao thông của Việt Nam phát triển thì đấy cũng là một cái uh, mô hình mới mà các chị có thể quan tâm. Rồi nhà thuốc trong siêu thị và đại siêu thị Ví dụ như trong Big C, trong Aeon Mall hoặc là trong những siêu thị lớn thì chúng ta sẽ tích hợp luôn nhà thuốc ở trong đó và một dạng nữa là telepharmacy hay là e-pharmacy là một dạng mà nhà thuốc và có máy bán hàng tự động được phép bán thuốc kê đơn. Các anh chị đã thấy Long Châu ở đây đã có triển khai thí điểm về máy bán hàng nhưng chủ yếu là chỉ bán được thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Nhưng bên nước ngoài thì họ đã từng cấp giấy phép cho những cái máy nó gọi là doctor Uh, uh, tôi không nhớ chính xác nó ở bên uh, Amsterdam thì họ cái máy đấy họ được phép bán các loại thuốc kê đơn và cho đơn thuốc vào và uh, máy đấy nó sẽ nhả ra theo đúng theo đơn thuốc. Đây là một số những hình ảnh mà tôi có thể minh họa cho anh chị, ví dụ như là chuỗi Metropolitan ở bên uh, Đức là chuyên họ có 13 chuỗi nhưng họ chỉ mở tại các sân bay và họ bán đặc trưng những sản phẩm phục vụ cho khách đi du lịch họ không bán tất cả các loại thuốc giống như một nhà thuốc bình thường mà danh mục sản phẩm họ chỉ phục vụ cho những khách ở các uh, ở sân bay thôi rồi là ví dụ như mô hình ở, ở Amsterdam là họ tích hợp giữa nhà thuốc đây chính là cái nơi mà tôi nói rằng họ có cái máy bán được thuốc kê đơn tích hợp cả phòng khám bác sĩ ở đây và bác sĩ đứng đây kê đơn. tức là bác sĩ ở đây không phải là khám bệnh nhé mà bác sĩ xuất hiện tại nhà thuốc để tất cả các thuốc kê đơn nếu như anh chị không có đơn thì bác sĩ sẽ khám và kê đơn luôn tức là anh chị vẫn đúng pháp lý rồi là đây, đây là cái nơi mà tôi đã nói anh nói chị là có tất cả các khách du lịch từ tất cả các đất nước đến đây để mua tại Pháp và siêu thị mỹ hoa mỹ phẩm nước hoa tại Thụy Sĩ. Thì đấy là một số những cái mô hình mà nếu chúng ta tham khảo chúng ta có thể đi trước đón đầu. Và như tôi nói rằng cái câu chuyện mà chuỗi nhà thuốc tồn tại song hành với các nhà thuốc truyền thống, các nhà thuốc gọi là tư nhân nhỏ lẻ ở nước ở châu Âu ấy là tất cả những nhà đấy họ đều có những cái đặc điểm chung thứ nhất là họ đều là những vốn đầu tư rất là lớn ở bên nước ngoài mở một nhà thuốc đầu tư phải một triệu đô chứ còn nếu mà các anh chị có chi phí ít thì các anh chị rất là khó để xin được giấy phép và chính vì thế nên là vì đầu tư lớn nên các anh chị bên các nhà thuốc bên nước ngoài họ vận hành rất là đúng bởi vì nếu các anh chị bị thu lại gần như các anh chị sạc nghiệp luôn bởi vì không rất khó để xin lại chứ không như bên mình là xin một giấy phép CPP có các anh chị chỉ mất 10 triệu bên nước ngoài coi như anh chị bị thu lại thì gần như là cái tổn thất rất là lớn và họ đều có những cái sản phẩm rất là đa dạng niêm yết và bán đa kênh cũng như là có những cái không gian trải nghiệm rất là rộng lớn thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị về việc là vậy thì đối với cái nhà thuốc truyền thống nếu chúng ta chưa thể thay đổi được mô hình kinh doanh thì chúng ta sẽ làm gì để tăng trưởng doanh thu thì nếu như chưa thay đổi được mô hình thì chúng ta sẽ đổi tăng trưởng doanh thu bằng việc đổi mới những chiến lược và chiến lược ở đây thì như tôi có đi chia sẻ là một nhà thuốc sẽ phải có hai mảng một mảng là doanh thu và một mảng là lợi nhuận nhưng nếu như trước đây chúng ta chỉ nghĩ rằng là lợi nhuận đến từ việc bán hàng thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất khó thì chúng ta sẽ không hiểu là tại sao những chuỗi lớn như long châu phạc man city họ thuê địa điểm họ trả lương nhân viên thế mà họ vẫn lãi là bởi vì đối với những chuỗi đấy là cũng giống như chúng tôi ấy, nó có mảng lợi nhuận này mảng lợi nhuận này đa phần các nhà thuốc truyền thống bỏ qua hết tức là lợi nhuận này anh chị không mất cái gì cả anh chị chỉ uh, gia tăng thêm và các chị không mất vốn đó là việc thông việc qua việc trưng bày trả thưởng của các nhãn hàng Thông qua việc hợp tác với các nhãn hàng làm các hoạt động truyền thông, ví dụ như chúng tôi bán các vị trí bài PR hoặc là treo banner trên website mà website chúng tôi với cái lượng truy cập khoảng mấy chục nghìn một tháng chẳng hạn thì cũng là một cái nguồn kinh phí. Hoặc ví dụ như Long Châu bây giờ họ bán các banner với phí rất là cao bởi vì lượng truy cập của họ một tháng có thể đến vài triệu lượt. Rồi là việc các dược sĩ review những sản phẩm hoặc là quay hình nhà thuốc thì đó là những cái mà chúng ta có thể lấy được lợi nhuận. Còn đối với doanh thu thì chúng tôi luôn có một cái khái niệm ở trong marketing ấy là những người làm marketing là làm sao phải bán được nhiều sản phẩm nhất cho nhiều khách hàng nhất với giá trị đơn cao nhất và với một tần suất lớn nhất vậy chúng ta cứ làm làm sao công thức tăng được bốn cái này thì chắc chắn chúng ta sẽ tăng được doanh thu thì chúng ta sẽ tăng một là số lượng sản phẩm tại nhà thuốc thứ hai là số lượng khách hàng thứ ba là giá trị trên một lần mua thay vì bằng việc là tư vấn tốt hơn và thứ tư là làm sao chăm sóc tốt để kéo họ mua lại nhiều lần thì chắc chắn chúng ta sẽ tăng được doanh thu và ở đây tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là xét về góc độ các chiến lược thì chúng ta làm sao để tăng được doanh thu dựa trên bốn cái nhân tố đó. Thì đầu tiên với cái chiến lược sản phẩm thì tại siêu thị thuốc MPG của chúng tôi sẽ chia ra làm ba nhóm sản phẩm. Đầu tiên, ở đây có bốn chiến lược thì có chiến lược là đa dạng hóa sản phẩm này. Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm này chiến lược tìm kiếm phát triển sản phẩm mới chiến lược khác biệt hóa sản phẩm và chiến lược tối ưu danh mục sản phẩm thì để tối ưu danh mục sản phẩm cũng như là đa dạng hóa sản phẩm thì chúng tôi sẽ chia thành ba nhóm sản phẩm tại nhà thuốc đó là sản phẩm tạo phễu chính là những cái sản phẩm mà chúng ta bán giống như chúng ta hay nói là hàng thương hiệu hàng quảng cáo bán bằng giá thứ hai là sản phẩm duy trì là những sản phẩm mà chiết khấu thấp à, tuy nhiên vẫn có lợi nhuận đấy là thường là những cái thuốc kê đơn vì kê đơn người ta đã có chi phí kê đơn người ta sẽ không thể cho nhà thuốc nhiều được hoặc những sản phẩm truyền thông có truyền thông nhưng mà người ta tức là uh, chưa đến mức độ là những cái sản phẩm quá nổi tiếng để mà chúng ta phải bán ngang giá. Và cái quan trọng nhất đấy chính là sản phẩm tập trung về tư vấn và quảng cáo. Đây là những sản phẩm mà sinh ra lợi nhuận cho nhà thuốc. Và nếu các anh chị không làm tốt ở cái sản phẩm này các anh chị sẽ không thể nào mà cân được cái chi phí tài chính của một nhà thuốc. Và khi chúng tôi đã phân ra như thế thì chúng tôi cũng sẽ định hướng nhân viên và chúng tôi tính thưởng KPI theo cái ba nhóm này và ngoài ra thì như tôi nói là chúng ta khi đa dạng hóa sản phẩm thì ngoài việc chúng ta đang bán các loại thuốc điều trị như là ETC, OTC thực phẩm chức năng thì nhà thuốc nào cũng bán rồi nhưng chúng ta phải tăng, tăng thêm cái phần mà bán thiết bị y tế này, dược mỹ phẩm này và các sản phẩm như hàng mẹ bé đây ví dụ như tôi chia sẻ đây là cái nhà thuốc, uh, đây là sự thuốc mtg của chúng tôi thì chúng bán rất là nhiều và ngoài thế thì chúng tôi có gia tăng thêm những cái sản phẩm này là tạo phễu, tí tôi sẽ chia chia sẻ phần sau Tại sao những cái này nó không có đáng giá bao nhiêu nó không lời lãi được bao nhiêu nhưng nếu như chúng ta chờ khách có bệnh mới đến nhà thuốc ấy, thì tần suất một tháng người ta bệnh được bao nhiêu lần. Nhưng nếu như người ta mua đồ uống hàng ngày, người ta làm những cái dịch vụ về việc thanh toán hàng tháng thì chắc chắn người ta sẽ đến nhà thuốc nhiều hơn thì người ta sẽ quen với mình và lúc đấy nó sẽ phát sinh những cái nhu cầu mua thuốc một cách bị động tức là mua những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà không phải là thuốc điều trị. Thì về chiến lược lựa chọn sản phẩm thì chúng tôi có đưa ra 7 những cái cách đầu dòng. Bởi vì tôi phải chia sẻ là nhà thuốc của tôi thì có bốn dược sĩ để làm quản lý và vận hành. Bản thân tôi thì không can thiệp vào việc làm chi tiết nhưng tôi sẽ đưa ra những cái checklist để cho các bạn khi lựa chọn sản phẩm thì sẽ phải theo tiêu chí nào. Thì ở đây thứ nhất là chúng tôi sẽ ưu tiên đương nhiên là những sản phẩm có chiết khấu cao, có đủ lợi nhuận tốt cho nhà thuốc. Nhưng mà ngoài ra chúng tôi sẽ ưu tiên là cả những cái sản phẩm mà có, tức là những cái nhãn hàng ấy, có những cái hoạt động hỗ trợ tại điểm bán, ví dụ như thả thử trưng bày, hoặc là những cái quyền lợi khách hàng thân thiết và có những cái hoạt động marketing hỗ trợ. Và đối với bản thân tôi là một người dược sĩ đại học, khi vận hành và kinh doanh nhà thuốc, thì cái điều quan trọng nhất của tôi đó là phải giữ được uy tín với khách hàng. Bởi vì quan điểm của tôi đấy là cái mà chúng ta có thể có được cái lợi nhuận dài hạn chứ thay vì là chúng tôi tập trung quá nhiều những cái hàng bán điểm mà tôi không kiểm soát được về mặt chất lượng chắc chắn chúng tôi cũng sẽ không lựa chọn. Chúng tôi thà bán các sản phẩm lãi 20-30% nhưng người ta sẽ mua nhiều lần. Còn hơn là những sản phẩm mà lãi lên tới 5-60% nhưng người ta mua một lần duy nhất và người ta không bao giờ quay trở lại nhà thuốc lần thứ hai. Thì đấy là chúng tôi luôn yêu cầu là những sản phẩm phải có xuất xứ và thương gọi là có thương hiệu hoặc là có chỉ dấu chất lượng chỉ dấu chất lượng này được gọi là các sản phẩm nhập khẩu ở nước nào này hoặc là các công ty có những dây chuyền sản xuất uy tín hoặc là thương hiệu lâu đời và đặc biệt là tôi ưu tiên những doanh nghiệp mà có những cái hoạt động đào tạo kiến thức chuyên môn giống như là sự kiện Hapacon các chị đang tham gia hoặc là những công ty tổ chức những chuỗi webinar online để đào tạo nhân viên bởi vì bản thân tôi không đào tạo kiến thức chuyên môn cho nhân viên liên tục được thì khi mà có các nhãn hàng có hoạt động đấy thì nó sẽ rất là lợi cho nhà thuốc và bản thân tôi tôi có thể lấy một cái case study để minh họa ví dụ như Hapacol chẳng hạn cũng là một nhãn hàng mà được uh, chúng tôi luôn luôn gọi là đưa trong top đầu của các sản phẩm về giảm đau hạ sốt. Lý do đầu tiên đấy chính là về chất lượng. Và tôi phải chia sẻ là bản thân như gia đình nhà tôi chẳng hạn, các con thì quen với việc uống Hapacol vì nó có vị cam rất là ngon. Nhưng quan trọng là tôi thấy là khách hàng của tôi khi mà họ mua họ triệu chứng họ giảm rất là nhanh và ngoài ra thì tôi cũng rất tin vào những cái thương hiệu có uy tín nhiều năm rồi là những cái hoạt động có truyền thông và đặc biệt là những cái chương trình uh, chiết khấu tốt cho nhà thuốc và có hoạt động trade marketing thì đấy là những chia sẻ về việc là về chiến lược lựa chọn sản phẩm thứ hai là về chiến lược giá thì thời gian không có nhiều nên tôi sẽ không phân tích mà tôi chỉ kể ra một số cái chiến lược giá mà tôi đang áp dụng chúng tôi áp dụng bốn chiến lược giá thứ nhất là chiến lược định giá thấp đấy như các sản phẩm về hàng quảng cáo thiết yếu. Thứ hai là định giá ngang bằng đối với những sản phẩm mà các công ty họ yêu cầu có niêm yết giá. Bởi vì quan điểm kinh doanh của chúng tôi là luôn luôn hợp tác win win với lại các thương hiệu và các nhãn hàng và các uh, gọi là những người đồng nghiệp. Chúng tôi không bao giờ bán phá giá. Thứ ba đó là định giá cao là dành cho những sản phẩm tư vấn và những sản phẩm bán điểm và cuối cùng là định giá phân biệt cái này thì nếu anh chị nào làm online hoặc các làm hoạt động marketing sẽ biết tự, mua số lượng nhiều thì giá sẽ được ưu đãi. Và song song với việc định giá như vậy thì tôi đã thay đổi hoàn toàn tư duy khi làm nhà thuốc sự thuốc MPG so với nhà thuốc Tâm Đan trước đây là tôi đưa vào rất nhiều các chương trình khuyến mại. Và chương trình khuyến mại này để làm gì? Thứ nhất là nó sẽ giúp các anh chị giải quyết hàng tồn. Trước đây hàng tồn hàng tức là hàng gọi là hàng tồn và cận đát của tôi là cứ dần dần là cứ bỏ đi, cứ để hết ngày này qua tháng khác là sẽ bỏ đi. Nhưng bây giờ toàn bộ những thực thực phẩm chức năng dược mỹ phẩm những cái hàng mà người tiêu dùng được phép tự mua ấy, chúng tôi đều đưa vào chương trình giảm giá. Chương trình giảm giá sẽ tùy theo mức độ hạn còn, còn nhiều hạn thì sẽ là 10%, càng ngắn thì sẽ tăng lên 30, 50 thậm chí 7, 80%. Thì đấy là chúng tôi sẽ đưa vào các chương trình khuyến mại và tất nhiên chúng tôi không chỉ giảm giá. Theo phần trăm mà ở đây tôi sẽ gợi ý cho các anh chị có khoảng mười mấy các chiến lược khác nhau. Tùy theo các anh chị muốn gia tăng số lượng sản phẩm hay là tăng giá trị đơn hàng thì các anh chị sẽ làm các combo bán một lúc một đơn hàng giá cao nếu anh chị muốn tăng số lượng ví dụ như chúng tôi muốn một cái ngày đặc biệt nào đấy chúng tôi sẽ làm những cái giờ vàng giá sốc hoặc là giờ vàng tặng quà tức là cứ đến cái giờ đấy mua hàng là các anh chị sẽ được quà hoặc là những cái chương trình về gia tăng số lần mua hàng để anh chị có thể áp dụng ví dụ như tặng voucher của lần này để cho người ta mua những lần sau hoặc là ưu uh, đãi cho những chúng tôi phát hành thẻ thành viên ưu đãi cho những khách hàng uh, đã mua giá trị gọi là doanh thu được lớn ở tại siêu thị thuốc thứ ba là chiến lược phân tôi gọi là chiến lược trưng bày tại điểm bán thì tôi muốn chia sẻ với anh chị là đây đây là một cái mô hình ở bên châu âu họ trưng bày nhà thuốc và khi tôi về nhà thuốc của tôi tất nhiên mình không thể có điều kiện làm được như châu âu thì mình làm sao cũng tối đa không gian mở tại một cái diện tích vừa phải diện tích nhà tôi đâu đấy khoảng 40 mét vuông thì tôi nghĩ rất nhiều các anh chị ở đây có diện tích thế nhưng rất nhiều anh chị kể cả bốn năm mươi mét vuông mình vẫn cứ làm rất là bo kín lại và cái tủ quầy gần như nó giống như một cái một cái rào cản giữa người dược sĩ và người mua hàng. Và khách hàng khi họ phải đứng phía bên ngoài mấp mé như thế thì chắc chắn anh chị sẽ không bao giờ bán được cho họ nhiều bởi vì họ không anh chị không lưu lại được người ta ở lâu tại nhà thuốc. Vậy thì các anh chị hãy mở không gian rộng ra để cho họ có thời gian lưu lại thì các anh chị sẽ có thời gian để tư vấn và họ sẽ kích thích việc mua sắm ngẫu nhiên của họ những thứ mà họ chưa có ý định mua trong đầu nhưng mà do họ nhìn ngắm thì họ lại có nhu cầu phát sinh. Và ở đây với không gian thì kinh nghiệm là thông thường ấy các anh chị làm sao phải tối ưu cái hành trình của khách thuốc là phải là ở vị trí sâu nhất còn vị trí ngay phía phát cửa ấy, hoặc là những cái nơi mà họ dễ dàng đi lại nhất là những cái sản phẩm tiêu dùng hàng ngày những cái sản phẩm thuốc bổ chẳng hạn những cái sản phẩm gọi là vitamin bổ dưỡng ở đây đây tôi có chia sẻ là ở đây tôi có một nhà thuốc phương chính tôi biết là rất nhiều anh chị biết họ cũng vẫn trước đây là họ có mô hình như thế này rất là kín và khách hàng họ đứng chen chúc chặt trội ở đây nhưng kể cả diện tích của phương chính chỉ khoảng 20 mét vuông thì họ vẫn đến năm 2022 họ vẫn chuyển đổi như thế này và họ hoàn toàn có thể vẫn bố cục được một cái nhà thuốc trông rất là uh, thoải mái. Ở đây ngoài ra thì uh, đối với vấn đề trưng bày thì như tôi chia sẻ từ đầu ấy để gia tăng lợi nhuận thì chúng ta nên tận dụng tất cả những cái vị trí trong nhà thuốc. Trước đây khi mà làm nhà thuốc cũ thì tôi chỉ có mỗi một cái uh, bán được mỗi cái vị trí gọi là mặt tiền thôi. Còn bây giờ nhà thuốc của tôi bán nhiều vị trí lắm, anh chị có thể thấy này tất cả các poster phía bên trên mặt tủ quầy chúng tôi đều có đều có poster thứ hai là toàn tôi dành những cái khoảng kệ để đó, tức là khoảng trước mơ, tiếp xúc giữa người bán và người mua để cho các nhãn hàng có thể trưng bày kệ poster và cả phía bên ngoài nữa thì nếu các anh chị làm được việc này thì như nhận sự giúp của tôi thì một tháng cũng thêm được khoảng vài triệu thì đó cũng là một cái khoản thu mà rõ ràng chúng ta không phải mất vốn gì cả và chiến lược thứ tiếp theo là chiến lược truyền thông để tìm kiếm khách hàng mới thì chúng tôi cũng sẽ chia ra làm hai khách Vừa nãy tôi có chia trả lời một bạn giờ học viên của tôi là chúng tôi không hề bỏ khách offline nhé. Chúng tôi bán online nhưng không có nghĩa là chúng tôi bỏ hoàn toàn khách offline. Chúng tôi sẽ chia ra theo tỷ lệ 70% online thì 30 40% vẫn phải là khách offline và chúng tôi vẫn phải có chiến lược về việc tìm kiếm cũng như là giữ chân khách hàng offline. Thì chúng tôi làm một số các hoạt động đây, tôi sẽ gợi ý với anh chị chi tiết ở những cái slide sau. Và bên này là online cũng sẽ có những cái kênh để tìm kiếm offline chúng tôi làm hoạt động ví dụ như là check-in nhận quà. Khi mà chúng tôi mới khai trương hoặc là chúng tôi uh, vào theo những chiến dịch thì chúng tôi là khi khách hàng họ đến nhà thuốc họ mua, họ check-in um, thì họ sẽ nhận được những cái quà. Đây là những cái phần quà mà do nhà thuốc kết hợp với những nhãn hàng. Tức là tôi có lời khuyên với các anh chị là khi các anh chị làm nếu mà mình tự in thì sẽ tốn kém. Các anh chị mời nhãn hàng vào. Nhãn hàng họ được hiện trên đây, nhà thuốc mình hiện trên đây, quyền lợi ba bên đều được hưởng. Khách hàng có quà, nhãn hàng có thương hiệu tiếp cận với người tiêu dùng và chúng ta có quà tặng khách. Rồi chúng tôi dùng hiệu ứng thỏi nam châm Hay còn gọi là hiệu ứng FOMO là kiểu gì Là chúng tôi bán kẹo cho trẻ con này Thế là cứ chúng tôi ở gần sân chơi là chiều nào rất đông tấp nập trẻ con vào đây mua những cái kẹo cầu vồng những cái kẹo chỉ 50 000 thôi. Nhưng mà mỗi lần vào đây thì có khi con mua kẹo bố mẹ lên mua sản phẩm mua thực phẩm chức năng chẳng hạn thì đấy cũng là gia tăng cơ hội và chúng tôi bán thêm cả những cái loại trà thảo dược là những cái đặc trưng mà về chăm sóc sức khỏe. Rồi chúng tôi làm kết hợp với những cái phòng khám để tặng voucher cho khách và mình xin quyền lợi và chúng tôi làm những cái hoạt động về khám chữa bệnh miễn phí. Đây, những hoạt động khám chữa bệnh miễn phí kết hợp với các nhãn hàng. Và hiện tại thì tôi cũng đi tư vấn cho cả các nhãn hàng, các công ty dược thì các nhãn hàng họ cũng đang rất cởi mở trong việc là hỗ trợ các nhà thuốc tổ chức những cái hoạt động chơi marketing như thế này tại điểm bán. Các anh chị có thể dùng để kéo người tiêu dùng đến nhà thuốc của mình. Rồi chúng tôi kết hợp với việc là uh, tận dụng cái xu hướng hiện nay là các group cư dân luôn luôn có những group Zalo hoặc Facebook chẳng hạn. Thì chúng tôi tích cực đưa tin trên những cái uh, group này. Còn đây là lộ trình phát triển các kênh online. Uh, trong cái sự kiện này trước khi diễn ra thì tôi thấy trong form đăng ký rất nhiều các anh chị hỏi là ai cũng muốn chuyển đổi từ nhà thuốc truyền thống lên nhà thuốc online. Nhưng mà chuyển đổi như thế nào? Và tại sao em làm cứ thất bại em làm bao nhiêu ngày nay thì mà vẫn thất bại? Vậy thì lý do tại sao và bây giờ em phải làm gì? Thì đây là lời khuyên của tôi, online có rất nhiều kênh và nếu như các anh chị không tỉnh táo và anh chị không có một cái lộ trình ấy, các anh chị bơi vào đấy rất là dễ bị ngộp và cả mình sẽ chỉ làm một thời gian là mình sẽ chán. Vậy thì các anh chị nên phân ra và đây tôi đã sắp xếp cho các anh chị từ thấp cho đến cao, tức là từ dễ cho đến khó, từ không đồng cho đến nhiều đồng. Thế bây giờ mình có ít tiền thì mình sẽ làm dần các bước trước, mình ít nguồn lực, mình ít nhân sự thì mình sẽ làm dần dần từ những cái dễ đến những cái khó thì có khoảng 10 kênh. Các anh chị cần lưu tâm để chúng ta làm Tôi sẽ chia sẻ đầu tiên cái dễ nhất mà tôi nghĩ bạn anh chị nào cũng có thể làm được Và rõ ràng nó vẫn cho chúng ta nguồn thu Đấy là việc đăng ký trên Google Maps Việc này sẽ rất có hiệu quả đối với những khách hàng họ mới là cư dân ở khu đấy Họ chưa về ở và họ đang muốn tìm kiếm một cái nhà thuốc xung quanh đấy Thì anh chị nào lên Google Maps anh chị sẽ là tiếp cận với họ đầu tiên Hoặc những khách nước ngoài, nhà tôi bán rất cho rất nhiều khách nước ngoài Họ đến Việt Nam thì họ sẽ search trên Google Maps xem pharmacy ở đâu và họ đến mua thì đây là một cái cách mà không đồng Làm cũng chỉ mất chắc 5 phút Thì anh chị có thể làm luôn cái việc này tự làm được Khai thông tin ở trên Google Map và cho hình ảnh lên đấy Kết hợp cùng với nhờ anh chị em, bạn bè, họ hàng, cô gì chú bác Làm khoảng mười mấy cái đánh giá là ok Đấy tôi chia sẻ rất là thật Tại vì lúc đầu chưa có khách mà nhiều khách chúng ta không không phải là người công nghệ Chúng ta cứ nhờ anh em, bạn bè chia sẻ thôi rồi tiếp theo là chịu khó đăng Zalo đầu đạn Cái này cũng không đồng Và nếu anh chị nào không làm thì chỉ có lười thôi tại vì cái này các anh chỉ mất ví dụ nhân viên của tôi là tôi giao KPI cho các bạn đấy mỗi một ngày là phải đăng một bài thay nhau đăng thì các có thể lượng tương tác chưa nhiều nhưng mà lâu dần người ta sẽ quen với việc đó rồi xây dựng kênh fanpage kênh này thì tôi phải chia sẻ luôn là mất thời gian hơn à, anh chị nào phải có khả năng viết content và có khả năng thiết kế thì anh chị mới làm được nhưng mà đây cũng là một cái kênh mà để cho khách hàng tìm kiếm khi họ lên trên Facebook họ xem đây là tận dụng trang cá nhân ví dụ như rất nhiều trước đây khi tôi làm nhà thuốc cũ tâm đan tôi không sử dụng facebook cá nhân của tôi mặc dù tôi đấy tôi đã làm giám đốc marketing của một công ty dược tôi thừa hiểu sức mạnh của facebook nhưng mà thời điểm đấy mình cũng nghĩ rằng là thôi mình không có bán cho anh chị em họ hàng tại vì facebook của mình là bạn bè mà mình không muốn bán cho người quen thì mình bán cho người lạ nhưng bây giờ quan điểm khác rồi chúng ta thông qua việc đăng facebook cá nhân để chúng ta thông qua cái mối quan hệ của bạn bè của chúng ta để tiếp cận với những khách hàng mới thì chúng tôi vẫn tận dụng thêm cái trang cá nhân của mình rồi các sàn thương mại điện tử cái này thì tôi phải chia sẻ là rất ít nhà thuốc làm được bởi vì nó cần cái sự kiên trì ví dụ như uh, những cái shop uh, trên shopee hoặc là uh, lazada của chúng tôi là chúng tôi phải đăng đâu đấy khoảng vài trăm sản phẩm đây các bạn có thể thấy ba sản phẩm thì các bạn sẽ cần có thời gian đầu và lúc đầu mà bán thì rất là nản nhưng mà sau đấy khi các anh chị bán được một hay là một tám trăm sản phẩm lúc đấy các anh chị sẽ cảm thấy là cái công sức của mình có nhưng mà cái này thường là những nhân sự trẻ hoặc là các anh chị phải ao ra bên một cái đối tác khác họ làm cho Ờ, chúng tôi cũng có xây dựng những cái kênh uh, TikTok và kênh uh, YouTube mặc dù là số lượng view không quá nhiều nhưng mà những cái view mà có hai nghìn sáu hai chúng tôi đều đã chuyển đổi và hiện tại ví dụ như là một cái máy trị giá 3 triệu hai chẳng hạn chỉ bằng kênh YouTube chúng tôi hướng dẫn khách sử dụng mà chúng tôi hàng tháng chúng tôi đang trở thành là là một trong những đại lý mà bán khá là lớn cái sản phẩm này tại Hà Nội website uh, rất nhiều anh chị hỏi tôi là nhà thuốc có nhất thiết phải làm website để phải làm online không thì nó thật là để bán online không nhất thiết các anh chị phải làm website nhưng để mà bán online số lượng lớn và được doanh thu lớn thì chắc chắn phải làm online có điều là làm website thì nó sẽ cần chi phí đâu đấy khoảng từ 5 đến 10 triệu và chúng ta sẽ phải kiên trì đăng bài. Ví dụ như website này của chúng tôi đăng khoảng 1.300 bài. Và tôi phải chia sẻ với các anh chị là có một cái lợi thế. Online hơn offline ở chỗ này này. Online các chị không cần nhập hàng về các chị vẫn bán được. Các chị toàn toàn có thể đưa những cái thông tin sản phẩm mà các anh chị dự kiến là mình sẽ bán nhưng mình chưa nhập về ngay bởi vì nếu mà mình nhập về thì nó sẽ mất tiền nữa. Mình cứ đưa lên website, đưa lên trên Shopee, có khách thì mình gọi hàng về. Còn offline các anh chị không bao giờ làm thế được. Offline là phải có hàng ở điểm bán thì mấy anh chị mới tư vấn cho khách hàng được đúng không? Các anh chị nhiều khi là mình nhập nhiều quá thì chết vốn. Còn online thì đấy, chúng tôi có đến 1.400 sản phẩm trên website nhưng có khi tại điểm bán của chúng tôi những cái sản phẩm thực phẩm chức năng mỹ phẩm này có thể chỉ 1 thôi. Và khi khách hàng gọi thì chúng tôi mới đặt hàng về thì đấy cũng là một cái lợi thế của việc khi làm online. Thì ở đây để mà kết thúc cái phần trình bày ngày hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút về những cái quan niệm bởi vì quan điểm của tôi khi làm ấy không phải khó về công cụ, không khó về cái năng lực nhưng quan trọng nhất là tư duy. Nếu như chúng ta không có một cái tư duy chuẩn thì chúng ta rất khó để kiên định đi theo một cái con đường và kiên trì để làm cái định hướng của chúng ta. Vậy thì ở đây tôi qua quá trình mà đi trao đổi với các anh chị tôi thấy có bốn cái quan điểm sai lầm này mà nhà thuốc hay nghĩ về vấn đề làm online. Thứ nhất là làm online các anh chị luôn nghĩ rằng là làm online là mất công mà tốn kém lắm là tốn rất nhiều chúng ta cứ đầu tư ra mà chưa thấy thu về bao nhiêu nhưng tôi phải khẳng định là các anh chị là online có rất nhiều hoạt động marketing không đồng mà vừa nãy tôi đã liệt kê cho anh chị rồi có điều phải mất sức chúng ta có làm hay không thứ hai là chúng ta phải làm online không nhất thiết các anh chị phải làm 10 cái kênh mà tôi vừa kể chúng ta làm lần lượt từng bước từng lộ trình một cái thứ ba là phải tuyển riêng một nhân sự để làm các kênh online thì tôi nói luôn là các dược sĩ bán hàng như tôi đều các bạn đều đang làm hết tức là các bạn vừa làm bán tại điểm và các bạn vừa làm online nhưng mà nhân sự tuyển dụng như thế nào để làm được thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ ở phần sau và kinh doanh online chỉ là một xu thế ngắn hạn tức là một lúc nào đó các kênh online nó sẽ không tồn tại thì tôi nói rồi các kênh online chỉ là thay thế ví dụ tiktok đang thay thế dần cho facebook đang thay thế dần cho youtube nhưng rồi nếu mà tiktok có đi xuống thì lại có một kênh online nào đó thay thế chứ không bao giờ nó biến mất hoàn toàn thì đấy là cái điều Online tôi khẳng định một lần nữa Vẫn là xu thế Các anh chị nên làm càng sớm càng tốt Còn đối với chiến lược chăm sóc khách hàng Thì uh, tôi nghĩ rằng là Các anh chị có thể chụp slide về để nghiên cứu Vì tôi cũng đã bị uh, ban tổ chức nhắc nhở rồi Vì quá rồi thì ra mà tôi đang nói với tốc độ là rất nhanh rồi đấy nhưng mà vì là tôi nó thật là tôi rất là tâm huyết nên tôi làm đến 47 slide và tôi biết ngay kiểu gì hôm nay tôi cũng bị lỗ giờ rồi. Nên tôi xin phép là cố gắng là đi lướt qua phần này và vì cái phần nhân sự là cái phần tôi nghĩ là quan trọng, tôi sẽ nhấn ở phần sau. Và cũng xin ban tổ chức thông cảm, đừng giơ tay nữa bởi vì tôi đã cố nói nhanh hết sức rồi. À. Đây thì là một số những hoạt động mà chúng tôi đây có cái này tôi muốn nhắc các bạn này, các anh chị là nếu các anh chị làm nhà thuốc ấy, trước đây chúng ta quan điểm là nhà thuốc là người dùng cần dược sĩ, nhưng bây giờ nó khác rồi. Ừ, họ có quá nhiều lựa chọn thì bây giờ là nhà thuốc cần khách hàng quan điểm của chúng ta không phải là bệnh nhân và dược sĩ nữa mà quan điểm là người bán và khách hàng thì chúng tôi luôn luôn cho vào những cái đơn hàng của uh, sự thuốc những cái lời cảm ơn uh, những cái chia sẻ cảm ơn của họ nếu không hài lòng thì anh chị gọi điện lại lại còn nếu mà hài lòng xin đánh giá cho chúng tôi năm sao chẳng hạn và chúng tôi luôn luôn chăm sóc khách hàng chủ động chăm sóc khách hàng chứ không chờ người ta đến người ta mua chúng tôi sẽ cũng có một lịch chăm sóc và các bạn đều phải nốt lại tên của khách hàng ở trong zalo này và một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh các anh chị rằng tất cả những cái chiến lược tôi nói trên nếu như các anh chị không có bộ đội ngũ nhân sự thì sẽ không thể biến nó thành hiện thực được. Vậy thì quan trọng nhất đối với nhà thuốc vẫn là chiến lược về nhân sự. Và trong một khảo sát về sự quan tâm của khách hàng tại nhà thuốc bán lẻ thì rõ ràng các anh chị thấy bây giờ giá, khuyến mại ấy, nó đã xuống gần cuối rồi. Khi mà người ta đã có khả năng có 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 tài tìm được tài chính thì cái đòi hỏi về mặt dược sĩ lại là quan trọng nhất. Và dược sĩ ở đây không chỉ là kiến thức sản phẩm nhé, kiến thức sản phẩm cũng đứng tốt thứ tư mà quan trọng hơn đấy chính là tác phong hành vi, cái thái độ với khách hàng như thế nào. Ờ, trước đây có khi vào nhà thuốc có khi khách hàng hỏi dược sĩ vênh hết cả mặt lên và chỉ hỏi đâu trả lời đấy. Còn bây giờ tất cả các chỗ nhà thuốc họ đào tạo nhân viên họ phục vụ khách hàng, thậm chí anh chị vào các nhà thuốc anh chị còn được chào. Thì bây giờ cái tác phong và hành vi nó đã lên top 1, sau đó đến thái độ và cái kỹ năng tư vấn. Thì đây là những cái điều mà nhà thuốc truyền thống của chúng ta đang đang, đang yếu hơn. Chuỗi nhà thuốc thì yếu nhất ở kiến thức sản phẩm, nhưng họ không hề yếu về tác phong và thái độ. Còn mình lợi thế rất lớn về mặt kiến thức vì đa phần các anh chị kinh nghiệm lâu năm rồi các anh chị làm hàng ngày các anh chị điều trị lâm sàng hàng ngày nhưng mà chúng ta lại bị yếu ở những cái ba phần trên. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta muốn phát triển, muốn giữ chân khách hàng thì chúng ta sẽ cần phải cải thiện tất cả những cái kỹ năng này. Tức là ngoài cái kiến thức thì chúng ta phải có kỹ năng quan sát nắm bắt tâm lý khách hàng này, kỹ năng khai thác thông tin để chúng ta ví dụ như là uh, tôi cũng có từng đi đào tạo một cái nhà thuốc ở gọi là top 5 ở Bạc Liêu. Bệnh nhân đau dày vào các bạn chỉ tư vấn bán đúng hai gói u-man gel đi ra. Thế được bán được có 10 nghìn hơn 10 nghìn Còn nếu mà vào nhà thuốc của tôi chắc chắn câu chuyện nó sẽ khác Ở đây không phải chúng ta chỉ cố gắng lấy tiền khách hàng Mà chúng ta giúp họ có một cái giải pháp tận gốc dễ hơn Bằng việc là phải tìm ra cái nguyên nhân của cái bệnh đau dạ dày đấy Chứ không thể chúng ta chỉ bán cho họ những cái gói để điều trị triệu chứng tại thời điểm đấy thôi Thì đấy là cái câu chuyện tôi muốn chia sẻ là cái kỹ năng khai thác thông tin Và tư vấn phán đoán bệnh là rất là quan trọng Và tôi có bốn cái chiến lược này hay áp dụng trong quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Hiện tại thì nhà thuốc của tôi đang có 5 dược sĩ đại học. Tôi khác biệt hoàn toàn là tất cả dược sĩ bán hàng của nhà tôi đều là dược sĩ đại học. Yêu cầu của 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 chị Thủy vừa trình bày là chỉ là dược chung, còn từ khi mà chúng tôi khai khai trương nhà thuốc giờ toàn bộ dược sĩ mà tư vấn được bán hàng đều là dược sĩ đại học. Vậy thì tại sao chúng tôi có thể uh, thu hút được họ và có thể giữ chân được họ trong một thời gian thì chúng tôi sử dụng chiến lược bốn chiến lược này. Thứ nhất là chọn đúng người. Ngay từ đầu tôi đã xác định là cái điểm lợi thế của sự thuốc sẽ phải là dùng kiến thức Và cái kỹ năng tư vấn thì chúng tôi cần Đó là chúng tôi tuyển đúng những người có trình độ, có thái độ và có kỹ năng Sau đó là chúng tôi trả đúng lương Tức là thay vì nhà thuốc Thường là chỉ có lương cơ bản thì chúng tôi phải chia ra Lương cơ bản theo ngày công Lương KPI tức là theo đảm bảo KPI mà chúng tôi đã đưa ra Và cuối cùng là thưởng theo doanh thu Và chúng tôi sẽ trả đúng lương Giao đúng việc Tức là dược sĩ nào có lợi thế nào thì sẽ được phụ trách cái mảng đó và thưởng phạt đúng người tức là theo đúng những cái cam kết mình đã đưa ra. Thì chúng tôi dùng bốn chiến lược này để tuyển dụng và giữ chân ở nhân sự. Đồng thời, chúng tôi vận hành nhà thuốc như một công ty, tức là ngoài việc mà có lương thưởng thì các bạn sẽ được hưởng những cái chế độ như là lương tháng 13 này, du lịch hàng năm này, chế độ đóng bảo hiểm này để các bạn có thể giữ được những cái, 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 cái nhân sự tốt và mà hiện tại tại nhà thuốc của chúng tôi cũng đã tự hiện tại các bạn cũng đang làm là đã từng là trưởng quầy của City tức là nhà thuốc tư nhân nhỏ lẻ hoàn toàn có thể hút được người từ chuỗi chứ không phải bây chúng ta đang sợ là dòng người nhân sự tốt đi vào hết chuỗi thì không có nên chúng ta quan trọng là chúng ta có đưa ra một cái chiến lược nhân sự đúng hay không. Và đây là một số chiến lược mà tôi đã gọi là tóm tắt. Đối với nguyên tắc tuyển dụng thì chúng tôi để ưu tiên nhân sự làm việc tại các chuỗi lớn thì chúng ta cũng tiết kiệm được cái thời gian chúng ta đào tạo. Thứ hai là chúng tôi sẽ sắp xếp theo bộ thứ tự đầu tiên là trình độ. Bởi vì đối với việc mà chăm sóc sức khỏe thì trình độ rất là quan trọng. Các bạn phải có kiến thức tốt. Thứ hai là thái độ, thứ ba là kinh nghiệm, thứ tư mới là kỹ năng. Tức là các bạn có thể chưa có kinh nghiệm vào đây chúng tôi đào tạo, các bạn chưa có kỹ năng nào chúng tôi vào đào tạo bổ sung. Nhưng hai cái trình độ và thái độ là những cái bắt buộc các bạn phải có. Và chúng tôi cũng ưu tiên các nhân sự trẻ và hiểu biết công nghệ để các bạn vừa bán hàng vừa làm online được luôn. Và đây là một số những cái mà chúng tôi luôn luôn trong quá trình vận hành thì chúng tôi luôn luôn đào tạo kiến thức cho các bạn liên tục này, xây dựng những lộ trình phát triển cho nhân viên và đặc biệt là tất cả những webinar hoặc là những cái buổi như này chúng tôi luôn luôn khuyến khích các bạn nhân sự đi đến tham gia để cập nhật kiến thức. Và chân dung của chúng tôi vẽ ra là theo tôi quan điểm là các anh chị muốn làm được một nhà thuốc công nghệ thành công thì anh chị phải có nhân sự như thế này. Tức là anh chị phải có dược sĩ 4.0 chứ các anh chị không thể dùng dược sĩ 0.4 để làm thay đổi một nhà thuốc 4.0 được. Đúng không? Bởi vì không con người mà không chúng ta có tiền mà chúng ta không có con người vận hành không hiểu biết về công nghệ giống như chị thủy bảo bây giờ làm kê đơn điện tử mà các bạn không hề biết phần mềm không thể vận hành được thì không bao giờ làm thành công được vậy thì các anh chị cứ chiếu đúng này tuyển dụng được chân dung dược sĩ 4.0 vào thì chúng ta sẽ chuyển đổi được nhà thuốc đó là có kiến thức chuyên môn này có thái độ tác phong giao tiếp tốt kỹ năng bán hàng quả cả qua tele sale và qua điện thoại rồi xử uh, kỹ năng xử lý rồi thành thạo các phần mềm quản lý hiểu biết các nền tảng quảng cáo và biết cách sản xuất các content thì đó là một số những cái mà tôi chia sẻ còn đây là những cái quy trình thì thời gian nó không có nếu mà còn may mắn thì hy vọng trong một cái buổi workshop tiếp theo tôi vẫn còn được dược hậu giang và hapaco mời để chia sẻ bởi vì ngay cả cái nội dung về quy trình này chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian để xây dựng các quy trình checklist để có thể vận hành được nhà thuốc thì các anh chị chỉ cần lưu vào và nếu mà mình có thời gian hoặc là các anh chị có thể đặt câu hỏi trong phần tọa đàm thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị nhưng đây chỉ là tám trong số rất nhiều các quy trình hiện tại tôi làm bởi vì như tôi chia sẻ với anh chị ấy, tôi là người mà có nhiều mảng kinh doanh nên tôi không bao giờ tôi hàng ngày tôi ngồi được hết ở nhà thuốc nhưng tôi phải quản trị được nhân viên của mình vận hành đúng theo cái định hướng mà tôi đã đề ra cho nhà thuốc của mình thì thông qua cách đó chỉ bằng cách là tuyển dụng người và vận hành theo đúng quy trình à, đây là cái một số những cái thông tin cá nhân của tôi thì như tôi chưa vừa chia sẻ ấy là nếu như nội dung nào các anh chị cần quan tâm thì các anh chị có thể kết nối và hỏi với tôi sau cái sự kiện này và nếu như anh chị nào quan tâm đến những cái mô hình của nhà thuốc ở châu âu thì tôi phải chia sẻ tôi có cái kênh tiktok 60 giây chuyện ngành dược ấy ở đấy tôi có mỗi đến một nước thì tôi đều chia sẻ từ một đến hai mô hình mới thì các anh chị nào mà có tiềm lực muốn quan tâm thì các anh chị có thể vào đấy xem à một lần nữa thì xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội chia sẻ tại workshop shop ngày hôm nay và xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe phần trình bày